cộng luôn. Thì đây là những cái nhóm kỹ năng mà đối với mình là rất quan trọng, bởi vì nếu như không có những cái kỹ năng này thì mình rất khó thì mình có thể tạo ra được cái mức doanh thu chỉ trong vòng 9 tháng mình có hơn 4 tỷ và lợi nhuận hàng tháng của mình ít nhất là từ 200 triệu trở lên. Và mình nghĩ là nó không chỉ đơn thuần là nó áp dụng cho mình mà ngay cả các bạn cũng vậy. Đặc biệt là những bạn nào mà các bạn muốn phát triển cái thu nhập hoặc là phát triển những cái công việc riêng của các bạn, thì khi mà các bạn trau dồi được những cái nhóm kỹ năng này thì mình tin rằng các bạn sẽ ít 5 cho đến ít 10 giá trị và cái dòng tiền mà các bạn mang về nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Hello và welcome mọi người đã quay trở lại với channel của Mayashare, và đây là một channel giúp các bạn học tất tần tật kiến thức về marketing và kinh doanh tự do, còn mình là Maya. Ok, và trong video này mình sẽ tập trung giới thiệu cho các bạn về một cái từ khóa đối với mình là rất quan trọng nha. Đó là hai income skill, hay còn được hiểu đơn giản hơn là những cái kỹ năng giúp cho các bạn tạo ra thu nhập cao. Và thật ra là cái chữ thu nhập mình nói nó chỉ mang tính là cái ấn tượng một tí xíu thôi. Các bạn có thể hình dung đơn giản hơn thì đây là những kỹ năng mà nếu các bạn sở hữu được và các bạn làm tốt nó thì các bạn có thể ít 5 hoặc là ít 10 cái giá trị công việc mà các bạn đang làm. Và các bạn cũng hình dung một điều rằng nếu như mà giá trị công việc của mình tăng thì có thể là dòng tiền hoặc là thu nhập của các bạn sẽ tăng lên. Và đối với những nhóm kỹ năng này, các bạn không chỉ có thể áp dụng nó trong việc tạo ra tiền mà các bạn còn có thể áp dụng nó trong việc là tối ưu hóa cái công việc hiện tại của các bạn nữa. Giống như là nếu các bạn đang có một cái thương hiệu kinh doanh hoặc là các bạn đang có một cái kênh YouTube, một cái kênh TikTok, bạn hoàn toàn có thể dùng cái kỹ năng này để làm cho cái công việc của các bạn nó có hiệu suất tốt hơn hoặc là tạo ra cái giá trị đầu cuối tốt hơn. Trước khi mà mình bắt đầu đi sâu vào cái việc giới thiệu từng cái nhóm kỹ năng quan trọng và cũng như là chia sẻ cho các bạn về cách để các bạn có thể học được kỹ năng đó tốt hơn, thì mình cũng muốn giới thiệu qua một tí. Mình hiện tại đang có một cái website, đó là megashare.com. Và nếu như các bạn muốn được nhận những cái bức thư chia sẻ kiến thức này, những cái giá trị hữu ích, những cái câu chuyện từ mình, và cũng như là có một cái hành trình để các bạn học về xây kênh, học về social media marketing, hay thậm chí học về những cái kỹ năng áp dụng cho công việc kinh doanh tự do của các bạn, thì các bạn có thể đăng ký ở đường link bên dưới nha. Khi mà các bạn nhấp vào trong website và các bạn để là email, các bạn để lên tên của các bạn, thì các bạn sẽ nhận được những cái bức thư của mình hàng tuần. Rồi, bây giờ sẽ là kỹ năng đầu tiên. Và thực tế mà nói nha, trong tất cả các nhóm kỹ năng mà lát nữa mình sẽ nói, thì nếu được đây sẽ là kỹ năng mà các bạn nên tập trung vào nhiều nhất, vì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đại đa số công việc mà các bạn đang làm trong thời đại số hay là thời đại digital. Đó chính là kỹ năng copywriting, hay còn được gọi là viết quảng cáo. Bạn có thể đặt ra một câu hỏi ngược lại cho mình là nếu mà viết quảng cáo thì nó đơn thuần quá, bây giờ có rất là nhiều bạn writer, những người viết á, người ta làm copywriter lương đâu đó có tầm 8-10 triệu, rất là ít tiền, thì tại sao mình lại nói cái kỹ năng copywriting này nó lại quan trọng trong thời đại số như vậy, hay là quan trọng cho cái việc tạo ra một cái thu nhập cao? Thì bản chất nha, nếu như các bạn có được cái khả năng, cái tư duy trong việc viết quảng cáo, hay nói một cách chính xác hơn là kỹ năng và tư duy trong việc thuyết phục người khác ở trên môi trường số. Thuyết phục ở đây là thuyết phục họ làm một cái hành động gì đó, ví dụ như là click vào trong cái video đó để xem, ví dụ như là hành động dừng lại để coi cái video ngắn đó, hay là cái hành động đăng ký để lại thông tin, hay thậm chí là cái việc người ta chốt thanh toán trả tiền cho bạn. Thì tất cả những hành động đó nó được quyết định bởi cảm xúc và đôi khi là quyết định bởi cái năng lực của cái người làm copywriter. Và giống như mình hay làm những video ở trên YouTube, mình còn coaching, mình còn khai vấn hướng dẫn 1-1 cho các bạn mentee của mình ở trên các nền tảng như là TikTok hay là ở trên Facebook đi, thì cái mà mình chỉ cho các bạn nó không đơn thuần là cái kiến thức của nền tảng hay là những cái điều chính sách này nọ, cái thứ những cái đó thì quá là đơn giản rồi, nhưng một cái video TikTok muốn có được nhiều lượt xem thì đôi khi 5 giây đầu nó cực kỳ quan trọng. Và nếu như 5 giây đầu các bạn biết cách để gây ấn tượng, làm cho người ta ở lại, người ta coi video của các bạn á, thì cái khả năng mà các bạn ăn được đề xuất tương đối là nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Vậy thì để mà các bạn làm được 5 giây đầu cho nó tốt á, thì các bạn cần cái năng lực của một người làm copywriting, một người viết quảng cáo, một người gây ấn tượng, đúng không? Hay kể cả cái video YouTube thì cái thumbnail ở trên YouTube nó chính là cái yếu tố quyết định xem coi là người ta có click vào trong video của các bạn để người ta xem hay không. Vậy nếu một cái người có cái năng lực về copywriting, họ sẽ biết làm cái thumbnail làm sao để gây ấn tượng, giúp cho người ta click vào, người ta xem video. Rồi, kể cả việc là các bạn làm ra một cái landing page, một cái sale page đó, một cái trang website giới thiệu về các bạn hoặc là giới thiệu về doanh nghiệp, giới thiệu về dịch vụ của các bạn,
thì các bạn cũng cần cái năng lực copywriting đó để khiến cho cái người khách hàng tiềm năng của các bạn dễ đưa ra quyết định hơn rất là nhiều. Và còn rất nhiều trường hợp khác nữa, từ cái việc là viết một cái email hay là viết kịch bản cho một cái video quảng cáo để chạy ở trên Facebook, rất nhiều thứ. Và nếu có cái năng lực này thì tất cả những công việc đó của các bạn sẽ tương đối là trở nên hiệu quả hơn rất là nhiều. Và các bạn có thể dùng cái năng lực copywriting này để làm một số thứ sau đây. Thứ nhất là các bạn có thể làm dịch vụ copywriting để bán cho những người mà chuyên về kinh doanh những cái sản phẩm có lợi nhuận cao nha. Ví dụ là copywriting cho những bạn nào bán khóa học, copywriting cho những bạn nào bán sản phẩm số, bán phần mềm vân vân. Lý do tại sao lại tập trung vào những ngành đó? Bởi vì những ngành đó, những cái người mà người ta bán sản phẩm có lợi nhuận cao như vậy, họ sẵn sàng chi trả rất nhiều tiền cho copywriter bởi vì họ hiểu rất sâu cái giá trị của copywriter mang lại cho họ. Đúng không? Bạn có thể bán ở thị trường Việt Nam và kể cả thị trường global luôn. Cái thứ hai, nếu như bạn không phải là người bán dịch vụ, bạn không phải là người bán những cái sản phẩm mang tính hỗ trợ một một vân vân, thì các bạn có thể áp dụng kỹ năng copywriting này vào trong công việc cá nhân của các bạn. Nếu bạn là một người kinh doanh tự do thì các bạn cũng cần phải làm video đăng tải lên trên mạng xã hội, đăng video TikTok, đăng video Reel vân vân. Thì các bạn dùng năng lực này để làm cho video của các bạn, đoạn đầu video trở nên hấp dẫn hơn. Hay thậm chí bạn chỉ là một cái người làm công ăn lương đơn thuần thôi, thì các bạn cũng có thể dùng cái kỹ năng copywriting này để viết một cái CV, một cái portfolio ấn tượng hơn. Đấy, nó tóm lại là nãy giờ những cái ví dụ như thế này là để cho các bạn hình dung rằng đây thực sự là một cái kỹ năng mà nó có thể quyết định luôn cả giá trị thu nhập của các bạn luôn. Vậy thì bây giờ mình nói những cái này ra, nó không phải chỉ để gây cảm hứng cho các bạn, mình còn phải đưa cho các bạn một cái giải pháp để cho các bạn có thể học cái kỹ năng copywriting được tốt hơn, đúng không? Thì với bản thân mình tự học copywriting, nhưng mà mình cũng sẽ có một số những cái nguồn tư liệu và cũng như là cái tư duy để các bạn có thể học được cái kỹ năng copywriting này một cách tốt hơn. Và cách mình học nó như thế nào? Cách mình học rất đơn giản thôi. Mình sẽ hay học ở thị trường global nhiều hơn và sau đó mới tính thị trường local là thị trường Việt Nam. Ở thị trường global á, thì mình hay theo dõi những bạn là Iman này hoặc là Ali này. Thì mình theo dõi không phải là coi video của người ta nói về copywriting nha, mà mình theo dõi cái phễu bán hàng của họ, từ cái cách mà họ làm cái video YouTube, mình xem coi là cái thumbnail của họ làm như thế nào, cái câu tiêu đề của họ làm như thế nào, tại sao họ lại có nhiều view như vậy. Thì mình học cái cách mà họ làm thumbnail, họ làm cái câu tiêu đề, cho đến khi mình click vào trong cái website, những cái chỗ họ để cái phễu bán hàng của họ, giống như là cái nơi để họ chia sẻ kiến thức, hoặc là cái nơi để họ gửi cái email cho mình, hoặc là cái trang bay bán hàng của họ, mình vô mình coi là họ viết những cái gì, họ chia sẻ câu chuyện gì, họ viết cái câu tiêu đề ra làm sao, họ để những cái đề mục để gây ấn tượng cho người ta như thế nào. Tất cả những đó mình đều nghiên cứu, mình đều coi, mình đều học, mình xem từng cái flow, tức là cái cách đi của họ nó như thế nào, để mình có thể copy theo, hoặc ít nhất là mình hiểu được cái cách mà họ vận hành cái chuyện đó, cái tư duy của họ vận hành cái chuyện đó như thế nào, để mình bổ sung cho cái công việc của mình, hoặc là thậm chí là bổ sung cho những cái tư vấn của mình dành cho những cái bạn mentee. Đó là cách mình nghiên cứu. Sau đó mình cũng nghiên cứu ở thị trường Việt Nam, xem là những bạn nào bán những cái sản phẩm giá cao, những sản phẩm giá từ 1 triệu, 2 triệu trở lên, họ đang có cách viết quảng cáo như thế nào, hay thậm chí là họ sẽ làm những video quảng cáo trông ra làm sao, họ nói câu gì đầu tiên, nói câu gì tiếp theo. Thì mình bắt đầu mình học, mình nghiên cứu cách mà người ta làm, cách mà người ta gây ấn tượng. Logic ở đây rất đơn giản thôi, là bạn xem về cái cách mà người ta gây ấn tượng và cái cách mà người ta đưa ra những luận điểm để thuyết phục người khác. Những cái chỗ đó là những chỗ quan trọng để nâng cao về cái kỹ năng copywriting của các bạn. Ngoài ra các bạn cũng có thể đăng ký một số những cái khóa học hay là một số những cái email mà họ chia sẻ sâu hơn về copywriting. Và quan điểm của mình thì các bạn cứ học ở thị trường global thôi. Mình sẽ để rất là nhiều đường link ở phía bên dưới những cái khóa học hay là những cái email miễn phí vân vân, mình để check qua về cái kỹ năng copywriting này để các bạn có thể xem được. Còn nếu những bạn muốn tìm cái nguồn tư liệu tiếng Việt vân vân á, thì bản thân mình cũng sẽ có chia sẻ về copywriting, về cái kỹ năng này không phải là quá sâu đâu, nhưng mà về kinh nghiệm của mình thôi, ở trên cái cộng đồng email hơn 2.000 người của mình. Các bạn có thể lên cái cộng đồng đó đăng ký thông tin vào để nhận được những cái email của mình nha. Ok, mình xong nhóm kỹ năng rồi. Bây giờ tới kỹ năng thứ hai nè, đó là video making, hay còn được gọi là chúng ta sẽ sáng tạo video, hoặc là chúng ta sẽ tạo ra cái video dành cho cái thương hiệu cá nhân của các bạn. Thì tại sao kỹ năng này nó lại quan trọng?
Bởi vì đối với mình nha, bây giờ cái thương hiệu cá nhân hoặc là những cái video mà các bạn đăng tải lên trên mạng xã hội, nó là một dạng tài sản số. Giống như bản thân mình có những cái video ở trên YouTube, mặc dù là cái số lượng video mình làm nó không có nhiều, một tháng mình chỉ làm đâu đó một video hay thậm chí 2-3 tháng mình mới làm một video, nhưng những cái video đó nó vẫn tạo ra traffic, tạo ra lưu lượng truy cập vào trong cái phễu bán hàng hoặc là vào trong những cái liên quan đến nhận diện thương hiệu của mình, và từ đó mình vẫn kiếm ra tiền, mình vẫn tạo ra thu nhập. Và ngay cả vợ của mình đi, làm những cái video ở trên TikTok, mặc dù là thu nhập không cao, tụi mình, cái kênh của vợ của mình ấy, thì thu nhập đâu đó tầm khoảng 20 triệu một tháng thôi. Đó không phải là một con số quá lớn ở trên TikTok nha, bởi vì những bạn mentee của mình đôi khi có những bạn còn có thu nhập lên tới 50 cho đến 100 triệu một tháng ở trên TikTok nữa. Thì con số mà vợ mình làm được 20 triệu một tháng không lớn, nhưng ít nhất là trong một cái quá trình mà tụi mình làm, tụi mình cũng có cái dòng tiền mang về. Và những video đó nha, khi mà tụi mình để trên TikTok, tụi mình gắn hashtag, tụi mình tới SEO vân vân, thì cái lúc mà vợ mình đi đẻ, vợ mình à, mình có một cái đứa con, mình có một bé trai rất là xinh, thì hồi tháng 5 là vợ mình đi sinh bé. Thì bạn có biết là khi mà sinh thì cả một tháng đó cho đến tháng 5 cho đến tháng 6 luôn là không thể làm được gì luôn, không thể làm video được nữa, tại vì phải ở cử rồi sinh ra rất là cực ấy, thì không thể làm được TikTok. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó, cái kênh TikTok nó vẫn tạo ra doanh thu hơn 200 triệu và tạo ra lợi nhuận là 23 triệu trên tháng 5 đó, cả tháng 6 luôn. Thì có nghĩa rằng tụi mình vẫn có cái dòng tiền mang về, dù là vợ mình không cần phải làm video. Và nếu như vợ mình có làm video thì một tháng vợ mình làm có 3-4 video thôi, nhưng vẫn tạo ra được thu nhập hơn 20 triệu một tháng. Thì đối với mình, một người mẹ bỉm ở nhà và chăm con và hỗ trợ hậu phương cho mình, vẫn có thể tạo ra cái doanh thu đó, vẫn tạo ra cái lợi nhuận đó, thì nó quá ok đúng không? Và không chỉ là như vậy, các bạn khi mà các bạn sở hữu kỹ năng làm video á, các bạn còn có thể bán cái kỹ năng đó cho người khác. Tại vì những người như tụi mình nè, những người creatorpreneur là doanh nhân sáng tạo như tụi mình, hay là những bạn TikToker, những bạn YouTuber, những bạn Facebooker hay là chủ doanh nghiệp vân vân, họ đều có cái nhu cầu làm ra video để đăng tải lên trên trang cá nhân của họ hoặc là những cái kênh truyền thông của họ. Cho nên nếu bạn có kỹ năng này đủ tốt, thì dù bạn làm video bằng điện thoại thôi hay là những cái dòng máy bán chuyên thôi, thì bạn hoàn toàn có thể đi bán dịch vụ, bán kỹ năng của các bạn. Hay trong trường hợp là các bạn là người kinh doanh đi, thì các bạn lại càng phải có kỹ năng làm video nữa, bởi vì cái số lượng video chất lượng mà các bạn tạo ra nó sẽ quyết định dòng tiền mà các bạn mang về, là thu nhập, là doanh thu, là lợi nhuận, vân vân. Vậy thì nếu như các bạn muốn học về video making thì cụ thể là các bạn cần phải học những cái gì đúng không? Thì đây, mình sẽ liệt kê cho các bạn cần phải học về cái đầu tiên luôn nha. Nếu mà các bạn muốn trở thành một creator hoặc là người làm thương hiệu cá nhân để áp dụng cái thương hiệu cá nhân đó trong công việc kinh doanh của các bạn, thì ít nhất bạn cần phải có cái kỹ năng nói chuyện trước camera thật là tốt. Thì cái này nó cần luyện tập thành một cái thói quen thôi. Khi mà các bạn có một cái thói quen chia sẻ chân thật ở trên camera rồi, thì lúc đó các bạn sẽ sở hữu được cái việc là khi mà các bạn có được những cái video đăng tải lên trên trang cá nhân, nó sẽ lôi cuốn người ta hơn. Rồi bạn cũng học về cái việc là sử dụng những cái thiết bị để mà quay dựng, ví dụ như là các bạn sử dụng ánh sáng, xài đèn như thế nào, sử dụng thiết bị quay từ cái máy bán chuyên xài như thế nào, xài điện thoại như thế nào, hay là học về những cái liên quan đến âm thanh, những cái micro thu âm thì nó sẽ như thế nào. Học về những cái đó để cho mình biết được là à, cái quá trình mình sản xuất ra một cái video, khai thác thiết bị để có một cái video chất lượng, thì mình sẽ làm nó trong như thế nào, với cái quy trình cụ thể làm sao đó, phải có được những cái đó. Rồi tiếp theo nữa, các bạn cũng phải học về cái việc là dựng cái video. Thì ngày xưa nếu mà các bạn học dựng video, học edit thì các bạn cần phải sử dụng những cái công cụ của nhà Adobe đúng không? Các bạn xài Premiere hay là các bạn xài Final Cut, DaVinci vân vân, thì những cái đó nó cũng hơi phức tạp. Bản thân mình nghĩ thì các bạn cũng không cần phải ở một cái cấp độ cao tới mức gì bạn, bởi vì cái đó thì dành cho những bạn editor chuyên nghiệp. Nhưng ở cấp độ thông thường, ít nhất các bạn có thể sử dụng CapCut. Thì CapCut bây giờ các bạn có thể sử dụng cả phiên bản máy tính và phiên bản điện thoại. Mình thì edit video YouTube mình xài CapCut trên máy tính, thì mình cũng thấy nó có đầy đủ tất cả những tính năng cần thiết để tạo ra một cái video chất lượng rồi. Còn không, nếu mà làm những cái video mà để đăng tải lên trên TikTok, video ngắn dạng dọc á, đăng trên TikTok, đăng trên Instagram Reel hay là đăng trên Facebook Reel, thì các bạn sử dụng CapCut phiên bản mobile rất là ok. Tất nhiên là mình cũng sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những nguồn tư liệu mà mình nghiên cứu được thông qua cái việc là làm sao để mà có thể trau dồi được cái kỹ năng video making ở phía bên dưới, từ cái việc edit video cấp kết hay là học quay, học dựng vân vân may, thì mình sẽ để đường link ở phía bên dưới hết nha, các bạn có thể nghiên cứu thêm. Giúp bây giờ đến kỹ năng thứ ba mà bản thân mình thấy cũng khá là quan trọng trong cái thời kỳ số này và tạo được cái thu nhập cao cho các bạn, đó là kỹ năng về việc sử dụng cũng như khai thác được những cái công cụ AI. Nghiêm túc mà nói nha,
thì mình không tin vào cái việc là trong 10 cho đến thậm chí là 30, 40 năm nữa thì AI có thể thay thế được con người. Nhưng mình tin vào cái việc là AI có thể thay thế được những nhân sự hoặc những cá nhân không biết khai thác và sử dụng AI nha. Có nghĩa là ok, những công cụ đơn thuần AI như là ChatGPT, như là Midjourney hay là Notion AI vân vân, những công cụ đó rất thông minh, đồng ý, cực kỳ thông minh, có thể khai thác công cụ đó phục vụ cho cái việc viết quảng cáo, viết content, nghiên cứu dữ liệu, nghiên cứu tư liệu, phát triển bản thân vân vân và mây mây, thậm chí là áp dụng cho cái việc tối ưu hóa cái hiệu suất công việc của các bạn luôn. Nhưng mà nó hoàn toàn không thể đủ khả năng để thay thế hoàn toàn một vị trí công việc nào đó. Tất nhiên là nếu như các bạn thật sự không biết sử dụng, không biết khai thác AI thì có thể rằng là các bạn sẽ không đủ hiệu suất hoặc không đủ năng lực bằng một cái bạn biết khai thác và sử dụng AI, hay thậm chí là các bạn là một chủ doanh nghiệp, các bạn là một người kinh doanh tự do, một creator giống như mình, mà nếu như các bạn không biết sử dụng AI thì chắc chắn với các bạn luôn là các bạn không thể nào giúp cho doanh nghiệp của các bạn tối ưu hóa được hiệu suất. Bởi vì một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp digital nha, doanh nghiệp số, họ sử dụng AI để tiết kiệm cái nguồn lực liên quan đến sản xuất nội dung của họ, cũng như là tiết kiệm cái nguồn lực trong cái việc là sáng tạo hay là các công việc khác có liên quan đến bán hàng, tạo ra thu nhập cũng có thể áp dụng được AI luôn. Cho nên là nó sẽ tạo ra cho những doanh nghiệp đó hoặc những cá nhân đó một cái lợi thế cạnh tranh. Mình nghĩ đây là cái từ quan trọng này, là lợi thế cạnh tranh. Vậy nên các bạn có thể học về AI với một cái tư duy đơn thuần, đây là lợi thế cạnh tranh, và cũng phải biết, cũng phải hiểu về nó, cũng phải biết cách khai thác nó. Thì thật ra bây giờ để mà có thể học kiến thức về AI, nó sẽ không có những cái trường lớp chuyên môn nào đó nó rõ ràng cả. Bởi vì AI nó mới bùng nổ vào cái thời gian gần đây thôi. Tất nhiên là cái sự phát triển của nó cũng khá lâu rồi, nhưng bùng nổ nhất vẫn là thời gian gần đây. Cho nên là các bạn nếu mà muốn học về AI thì thông thường đại đa số mình thấy là phải tự nghiên cứu cả. Các bạn nên bắt đầu bằng việc là ok, coi một số những cái video, một số những cái kênh mà họ nói về những cái công cụ AI. Sau đó các bạn có thể tải những công cụ đó về, thậm chí là trả phí cho những công cụ đó để testing, để thử nghiệm, để tự học những cái công cụ đơn thuần nhất. Ít nhất các bạn phải có là ChatGPT đúng không? Hay Notion AI hoặc là Midjourney, thì cứ tải nó về và nghiên cứu, tự học và áp dụng thử vào công việc của mình, thậm chí là đưa vào trong CV của mình rằng là ok, mình biết sử dụng AI để khai thác vào trong công việc sáng tạo nội dung v.v. thì đó cũng là một cái lợi thế rất tốt của các bạn để tạo ra cái giá trị nhiều hơn, tạo ra cái dòng thu nhập nhiều hơn. Yep, nhóm kỹ năng thứ tư khá đơn giản, sale và marketing. Đây là cái nhóm kỹ năng mà mình nghĩ là đối với các bạn nó cũng khá thân thuộc rồi, bởi vì có rất là nhiều YouTuber hay là doanh nhân hay là những cái người KOL họ cũng nói rất sâu về cái nhóm kỹ năng này và nói về cái điều quan trọng của nó. Dù bạn là chủ doanh hay bạn là một người đi làm công hoặc là đi bán dịch vụ thì kỹ năng sale và marketing cũng giúp cho các bạn tạo ra thu nhập rất là lớn. Nhưng mà đại đa số các bạn hay tập trung vào cái chữ marketing hơn mà các bạn không tập trung vào cái chữ sale đúng không? Thì thật ra mình mặt bằng chung nha, mình nghiên cứu thì mình thấy là những cái nhân sự hoặc là những ai mà có kỹ năng về bán hàng tốt thì đại đa số các bạn có cái thu nhập còn cao hơn các bạn làm marketing nữa. Bởi vì cái kỹ năng sale nó sẽ giúp cho các bạn quyết định được cái hoa hồng, quyết định được cái thu nhập và quyết định được cái doanh số của một cái công ty nào đó. Cho nên là các bạn học cái kỹ năng bán hàng, học cái kỹ năng thuyết phục người khác và học cái kỹ năng tạo ra một cái trạng thái mua hàng tốt cho người khác, nó sẽ giúp cho các bạn tăng trưởng cái con đường sự nghiệp của bạn lên rất là nhanh luôn. Tất nhiên là có một vài bạn, các bạn cảm thấy rằng là các bạn không thiện cảm lắm với cái kỹ năng sale, bởi vì bạn thấy rằng những cái người bán hàng đại đa số thì người ta sẽ coi người bán hàng ở một cái vị thế nó hơi thấp một tí. Nhưng bản chất nếu như mà các bạn hiểu về bán hàng, hiểu về cái giá trị của người bán hàng, giống như mình hay nói rằng người bán hàng không phải là người cố gắng bán cho người khác một cái gì đó, mà người bán hàng thật sự là một chuyên gia để tư vấn cho người khác một cái giải pháp nào đó và giúp cho người khách hàng đó họ mua hàng tốt hơn, đúng hơn. Và các bạn hình dung đi, trong cái thời đại bây giờ nha, có hàng hà sa số những cái sản phẩm khác nhau, người tiêu dùng á, họ sẽ có bị gặp khó khăn chỗ việc đưa ra quyết định. Ví dụ như là họ muốn làm đẹp hay là họ muốn học một cái gì đó đi, thì chắc chắn rằng có quá nhiều lựa chọn, họ thật sự không biết đâu mới là lựa chọn đúng. Thì cái việc của người bán hàng á, là giúp cho cái người khách hàng tiềm năng đó bằng chuyên môn của mình có thể giúp cho họ đưa ra được những cái lựa chọn đúng. Và mình thấy nha, ở thị trường quốc tế có một cái mô hình được gọi là remote sale. Thì remote sale là những cái bạn này, các bạn chuyên tạo ra những cuộc gọi ở trên Zoom, tức là giúp cho một cái đơn vị kinh doanh nào đó
đó hoặc là một cá nhân bán hàng cho người khác, và họ sẽ thay thế cái đơn vị kinh doanh hay cá nhân để tạo ra một cái cuộc gọi Zoom với khách hàng tiềm năng. Và cái người remote sale này họ sẽ tư vấn và đưa ra những cái offer giúp cho khách hàng tiềm năng có thể chốt sale được, và những cái đội remote sale đó tạo ra cái lợi nhuận hoặc là thu nhập 1 triệu đô một năm là chuyện rất bình thường ở thị trường global và kể cả thị trường local, thị trường Việt Nam luôn nha. Mình cũng đã bắt đầu thấy những cái bạn chuyên về remote sale có thể đại diện cho những cái chuyên gia hoặc đại diện cho những cái công ty phần mềm, công ty công nghệ để đi bán hàng và tạo ra cái lợi nhuận cho họ cũng khá là tốt. Thậm chí là một cái trường hợp gần hơn, tức là cái bạn nhân sự chuyên về solution offer của mình, tức là bạn nhân sự này làm sale đó, thì bạn vẫn đang tạo ra cái thu nhập 20 triệu một tháng là chuyện rất bình thường với cái công việc mà các bạn ấy đang làm cho mình, giúp cho mình có thể đưa cái sản phẩm tốt nhất, một cái sự thấu hiểu sản phẩm tốt nhất đến tay khách hàng. Cho nên mình nghĩ các bạn nên có một cái nhìn tốt hơn về cái lĩnh vực bán hàng và học hỏi về cái lĩnh vực này một cách nghiêm túc, vì những người bán hàng thật sự là những chuyên gia chứ không đơn thuần là người giới thiệu sản phẩm. Giới thiệu sản phẩm và bán hàng bản chất là hai thứ hoàn toàn khác nhau các bạn. Rồi, tiếp theo là về marketing đi. Thì để mà học về marketing, thực sự mà nói, nếu mà các bạn muốn làm công việc của một marketer hay là học về marketing chuyên nghiệp chính thống thì có hàng hà sa số thứ mà các bạn cần phải học. Kiến thức về marketing rất là rộng lớn. Tất nhiên là để học hết về nó thì thật sự rất khó khăn. Quan điểm của mình thì các bạn chỉ nên học về một số những cái hình thái marketing thôi. Ví dụ là học về content marketing hay học về social media marketing, thì hai cái hình thái này là vừa đủ để các bạn nếu là chủ doanh nghiệp có thể phát triển công việc kinh doanh của bạn. Còn nếu là nhân sự thì nội hai cái kỹ năng này không cũng có thể giúp cho bạn tăng được cái nguồn thu nhập của các bạn lên. Cuối cùng là mình cũng muốn chia sẻ về một cái nhóm kỹ năng mà có thể là các bạn cảm thấy nó không liên quan gì đến high income, nhưng mà mình lại thấy rằng nó thực sự là kỹ năng giúp tăng giá trị và tạo ra thu nhập, thậm chí là thu nhập triệu đô. Đó chính là personal training, là kỹ năng đào tạo cá nhân, đào tạo con người. Lý do vì sao? Bởi vì đây là thời đại mà nếu mà các bạn có những cái công việc hoặc là nhóm năng lực mà phù hợp để tác động đến hai cái yếu tố đầu tiên là yếu tố về mặt digital, có nghĩa là những công việc nào mà tạo được cái tài sản số hay là giúp cho những doanh nghiệp số hoặc phát triển thì cái giá trị công việc của bạn rất cao. Cái thứ hai là yếu tố về mặt community, tức là cộng đồng. Và khi mà các bạn sở hữu được một cái cộng đồng hoặc là tác động được tới những cái con người, tới đội nhóm, tới hệ thống khách hàng của các bạn, thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể tăng trưởng cái thu nhập, thậm chí là doanh thu của bạn lên cấp độ rất là cao. Giống như là việc làm một số mô hình kinh doanh đi, là mô hình kinh doanh nhượng quyền này, hay là những mô hình kinh doanh hệ thống, mô hình kinh doanh MLM, hay là mô hình kinh doanh mà có hệ thống phân phối, đại lý vân vân, rất nhiều thứ khác nhau nha, đều cần phải có yếu tố cộng đồng ở trong đó. Vậy thì yếu tố cộng đồng nó được hình thành lên từ cái năng lực về personal training, tức là năng lực đào tạo cá nhân. Khi bạn có năng lực đào tạo cá nhân, bạn có thể đào tạo đội nhóm của các bạn, họ phát triển các kỹ năng khác, họ phát triển những cái tư duy, phát triển những cái năng lực để phù hợp cho cái việc là bạn tăng tốc cái doanh nghiệp của các bạn lên. Hay nếu các bạn có kỹ năng về đào tạo cá nhân, bạn cũng có thể hoàn toàn xây dựng một cái hệ thống kinh doanh của các bạn tốt hơn rất là nhiều, và lúc đó bạn mới thực sự có thể grow hack được nha. Gọi là grow hack, tức là tăng trưởng thần tốc về cái dòng doanh thu, dòng thu nhập của các bạn. Bản thân mình, nếu như mình không có kỹ năng personal training thì bây giờ thực sự mình rất khó để tạo ra những cái đội ngũ nhân sự của mình. Bây giờ mình có gần 15 cho đến 20 nhân sự ở phía bên dưới của mình, và những bạn đó đều sẽ có những cái năng lực, những cái tư duy phù hợp để mình dám mơ tới những cái con số về lợi nhuận triệu đô. Còn nếu như chỉ một mình các bạn, bạn không có nhân sự, bạn không có người hỗ trợ, bạn không có hệ thống kinh doanh, bạn không có những người mối liên kết kết nối với các bạn, thì những cái con số lớn thật sự đối với mình là rất khó. Cho nên bạn cần phải áp dụng thêm cái năng lực hoặc là trau dồi thêm cái năng lực, kỹ năng về personal training, về đào tạo con người, đào tạo cá nhân. Thì mình nghĩ rằng con đường đó nó sẽ giúp cho các bạn có thể thực sự thành công theo một cái cách nào đó và phù hợp với cái thời đại này. Ok, và đó là 5 nhóm kỹ năng mà cá nhân mình đánh giá là khá quan trọng, và cũng như rằng đó là high income skill, những kỹ năng giúp cho các bạn tạo ra một cái thu nhập cao hơn mỗi ngày trong cái thời đại này. Và nếu như các bạn thực sự muốn được trao dồi thêm hoặc là muốn được kết nối sâu với mình á, thì các bạn có thể vào trong website của MeaShare để đăng ký miễn phí trở thành thành viên trong cộng đồng MeaShare Team của mình nha. Còn lại thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.